Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, năm 2021 Tân Sửu, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền bạc ùn ùn kéo đến, tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Hợi luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ dễ dàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó đôi lúc khiến họ thất vọng và tổn thương. Thế nhưng, dù có trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, tuổi Hợi mệnh mộc luôn đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái tuổi Kỷ Hợi trong những năm gần đây, kể cả trong năm 2021. Trong những năm này, bản mệnh đều được xuôi chèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung, sự nghiệp luôn thuận buồm, xuôi gió, tài lộc về đầy nhà, đếm tiền mỏi tay. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Kỷ Hợi có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông tin mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Kỷ Hợi thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Về tổng thể, vận thế của người Kỷ Hợi sinh năm 1959, năm 2020 không có nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2021, Tân Kim lộ xuất Thiên Ấn, địa chi Sửu Âm Thổ là Thiên Quan, Thái Tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người Kỷ Hợi, nên sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng, bỏ cuộc. Ngoài ra, Thái Tuế Sửu Thổ là Thiên Quan hay còn gọi là Thất Sát. Do tác động của thất sát chủ yếu gây ra những mối bất hòa, tai ương khiến con giáp này tính tình nóng nảy. Cho nên, trong năm nay, người Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ có những lúc kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người. Nóng nảy sẽ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, sẽ vướng phải những thị phi liên quan tới pháp luật. Đồng thời, sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có. Bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Vào thời điểm này, Kỷ Hợi không nên lựa chọn đầu tư. Trường hợp xấu nhất có thể khiến bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, mọi công sức lao động, đổ sông, đổ bể. Bạn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, thấu đáo, không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin. Về mặt tình cảm, mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Tân Sửu, con giáp này không thuận lợi chuyện hôn nhân hoặc xa ở riêng. Vợ chồng bạn cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành Bích Thủy Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên trong năm nay mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều tới sức khỏe của mình. Đặc biệt, các bệnh có liên quan tới xương cốt cần cẩn trọng trong việc đi lại nhiều hơn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến,
để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Kỷ Hợi sẽ phải trải qua trong năm 2021. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Kỷ Hợi qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi năm 2021, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có thiên ấn và thiên quan cùng trợ mệnh, việc thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Trong năm, bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định được kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước, lo sau hoặc có người hãm hại. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính trong năm cũng không phải quá khó, bởi bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc cũng được nâng cao. Thêm vào đó, có thực thần tác động khiến bạn có một cuộc sống tự do, hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực, ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Ở độ tuổi lục tuần, tuổi Kỷ Hợi có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp đều nhờ đạt được thành tích tốt. Nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Để có thể tận dụng vận may do thiên ấn và thiên quan trợ giúp, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1959 trong năm 2021. Về mặt tài lộc, nhờ có cục diện ấn, quan, tương hỗ sinh tài mà năm 2021 là một năm khá thuận lợi với người tuổi này trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, bạn cũng dễ dàng được thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy trong năm 2021, thái tuế không có ảnh hưởng lớn với bản mệnh, song vận may của Kỷ Hợi chỉ ở mức trung bình. Trong cuộc sống hay trong sự nghiệp cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Mệnh chủ sẽ đạt được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ đều nhờ có quý nhân phù trợ. Quý nhân của Kỷ Hợi sinh năm 1959 có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì cũng cần phải chủ động, sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Bản mệnh không được ảo tưởng quá tham về vấn đề kiếm tiền, làm giàu một cách nhanh chóng, không lao động mà vẫn có tiền, há miệng chờ sung. Bản mệnh nên nhớ phải thật vất vả mới có được thành quả đáng kể. Bước sang năm 2021, gặp được cục diện tốt sẽ là thời điểm bản mệnh phát triển rực rỡ nhất. Để có thể tận dụng vận may ở độ tuổi trung vận này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tình cảm, trong năm 2021 Tân Sửu, tình cảm hôn nhân gia đình của người tuổi Kỷ Hợi nhìn chung bằng phẳng, ôn hòa. Tình cảm vợ chồng tuy không được mặn nồng như thời mới yêu bởi vì cơm áo, gạo tiền. Mặt khác, có chút mâu thuẫn vào cuối năm, tình cảm hôn nhân có chút buồn vui bởi con cái không vâng lời. Tuy nhiên, mọi việc đều sẽ được giải quyết ôn hòa, gia đình hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Để giữ mối quan hệ gia đình thêm bền vững, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi cần giữ bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến với gia đình nhiều hơn. Tuy thời trung vận có chút rắc rối về tình cảm bởi có tiểu nhân quấy phá, tình cảm vợ chồng rạn nứt, nhưng thời hậu vận, cuộc sống của mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi khá êm ấm. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau. Trong năm 2021,
có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh ở độ tuổi này đều đi theo hướng tích cực. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Tuy nhiên, Kỷ Hợi cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác. Đặc biệt, ở độ tuổi lục tuần thì bản mệnh nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa bia, rượu và các chất kích thích. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng gặp phải những ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Do năm 2021, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi đã 63 tuổi, cả tinh thần lẫn sức khỏe có chút xuống dốc bởi tuổi già, sức yếu. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao xấu trong năm, vận xui cứ đeo bám nam mạng tuổi Kỷ Hợi, thường mắc phải bệnh tật, chủ yếu là về những căn bệnh mãn tính về xương khớp. Để cải thiện tình hình sức khỏe, nam mạng tuổi Kỷ Hợi cần rèn luyện thể thao, nâng cao sức đề kháng để đề phòng bệnh tật. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay, trong gia đình sẽ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên, con giáp không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi năm nay không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên, những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.